sinh của Đại học Ngoại ngữ. 我是外语大学的学生。我是外语大学的学生。 Tôi là giáo viên của Đại học Ngoại ngữ. 我是外语大学的老师。我是外语大学的老师。 Tôi là phóng viên. 我是记者。 Không phải bác sĩ. 不是医生。 Hãy nói. Tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. 我姓陆，叫陆雨萍。我姓陆，叫陆雨萍。 Hãy thử nói, tôi họ Lâm, tên là Lina. 我姓林，叫林娜。 Tôi họ Lâm, tên là Lâm Na. 我姓林，叫林娜。我姓林，叫林娜。 Tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. 我姓丁，叫丁立波。我姓丁，叫丁立波。 Tôi họ Mã, tên là Mã Đại Vi. 我姓马，叫马大为。我姓马，叫马大为。 Xin hỏi quý tính đại danh của anh. 请问您贵姓? Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cô. 请问你哥哥贵姓? 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 Hãy nhắc lại học viện ngôn ngữ. 语言学院. Hãy thử nói, Mã tiên sinh. 马先生. Đinh tiên sinh. Tinh xiên sở. Lục tiên sinh. Lục xiên sở. Rất vui được quen biết anh. Hãy nói hai cách. Rèn sử ní hẳn cao xinh. Hẳn cao xinh rèn sử ní. Cô giáo Dương. Giáng lão sư. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Bây giờ hãy nghe từ nước Anh. Nguyên văn là Anh Quốc. Yên của. Yên. Yên. Của. Của. Yên của. Yên của. Nước Anh. Yên của. Yên của. Hãy thử nói người Anh. Nguyên văn là Anh quốc nhân. Yên của nhân. Yên của nhân. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Hãy thử nói tiếng Anh. Nguyên văn là Anh ngữ. Yên ngữ. Yên ngữ. Tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Hãy nói tôi là người Anh. 我是英国人。
我是英国人。 Bạn là người nước nào? 你是哪国人? Là người Việt Nam à? 是越南人吗? Bạn là người Trung Quốc phải không? 你是中国人吗? Không phải, tôi là người Anh. 不是，我是英国人。 不是，我是英国人。 Hãy nhắc lại cụm từ học sinh của Đại học Ngôn ngữ. 语言大学的学生。 语言大学的学生。 Học sinh của Đại học Ngoại ngữ. 外语大学的学生。 外语大学的学生. Bây giờ hãy nghe từ cái gì, gì. 什么, 神, 神, 么, 么, 什么. Tôi họ Lâm, tên là Lâm Na. 我姓林, 叫林娜. 我姓林，叫林娜。 Tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. 我姓丁，叫丁立波。 我姓丁，叫丁立波。 Tôi họ Mã, tên là Mã Đại Vi. 我姓马，叫马大为。 我姓马，叫马大为. Xin hỏi quý tính đại danh của anh. 请问您贵姓? Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cô. 请问你哥哥贵姓? 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 Hãy nhắc lại học viện ngôn ngữ. 语言学院. Hãy thử nói Mã tiên sinh. 马先生. Đinh tiên sinh. 丁先生. Lục tiên sinh. Lục tiên sinh. Rất vui được quen biết anh. Hãy nói hai cách. Rèn sĩ ní hẳn cao xinh. Hẳn cao xinh rèn sĩ ní. Cô giáo Dương. Giáng lão sư. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Bây giờ hãy nghe từ nước Anh. Nguyên văn là Anh Quốc. Yên của. Yên. Yên. Của. Của. Yên của. Yên của. Nước Anh. Yên của. Yên của. Hãy thử nói người Anh. Nguyên văn là